Con lươn, con lươn bà con ơi, bà con ta biết con lươn hết thảm bà con, nhưng mà con lươn nó rất tốt cho sức khỏe. Nếu ai ăn thịt lươn này vào thì nó tốt cho sức khỏe người ăn. Nhưng mà riêng có một số người, có một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn con lươn. Đừng ăn lươn mà bệnh mình nặng thêm, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là những người có bệnh gút, mỡ máu, trẻ em dưới 2 tuổi, đang phẫu thuật và vết thương hở, là vui lòng đừng ăn lươn. Vui lòng đừng ăn lươn là những người có bệnh gút, mỡ máu, trẻ em dưới 2 tuổi, đang phẫu thuật, vết thương hở, đừng ăn lươn mà nó không tốt cho sức khỏe của mình, mà nó làm cho bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Còn lươn thì nó có lợi cho sức khỏe vì nó có vitamin A, D, B12, tốt cho mắt, miễn dịch cho hệ thống xương, thông kinh mạch, làm mạnh gân cốt, tổn dương ích tỳ bổ thận, giảm phong thấp, các chứng lao lực, tốt cho cơ thể, suy nhược, trừ phong, được các loại. Đó, tốt quá. Trẻ em không ăn, nữ ăn 24g, nam ăn 36g, ăn liền liền 5 ngày thì chúng ta phải nghỉ 2 ngày rồi mới tiếp tục ăn. Mong rằng bà con chú ý để cho nó vui vẻ, mạnh khỏe cho mình. Bà con ơi, xin chào.